Chào mừng các anh em của BN Gaming. Chỉ còn một tháng nữa là năm 2019 sẽ kết thúc. Và với game thủ yêu thích Liên Minh Huyền Thoại, đây là cuộc mốc khiến nhiều người quan tâm. Bởi lẽ Riot đã thông báo rằng Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ chính thức cập bến vào năm sau. Và rõ ràng sẽ có những bản test trước để người chơi tha hồ trải nghiệm. Mặc dù vẫn chưa chính thức ra mắt, thế nhưng siêu phẩm Liên Minh Huyền Thoại trên nền tảng mobile này đã nhận được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng cũng như các fan hâm mộ. Đương nhiên ở bất kỳ tựa game MOBA nào, điều khiến cho nhiều người quan tâm nhất vẫn là các vị tướng. Để rồi khi Riot phần nào hé lộ danh sách 41 tướng sẽ xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, đã có rất nhiều người cảm thấy vui mừng và đếm từng ngày cho tới khi trò chơi này ra mắt để có cơ hội trải nghiệm những vị tướng yêu thích như Teemo, Zed, Yasuo trên điện thoại của mình. Theo thông tin của Riot thì bộ kỹ năng của những vị tướng này có thể thay đổi đi chút ít nhưng sẽ không làm mất đi bản sắc riêng mà họ có ở trong phiên bản PC. Và mới đây, một thông tin vô cùng thú vị lại được tiết lộ. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với hai nhà phát triển của Riot Games Singapore là Jin Tan và Jan Chen, dường như Liên Minh Huyền Thoại Mobile sẽ có tướng độc quyền. Nghĩa là chỉ có riêng trong Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, còn người chơi trên PC chỉ có thể ước mà thôi. Hai nhà phát triển của Riot Games Singapore là Jin Tan và Jan Chen đã nói rằng vì Liên Minh Huyền Thoại Mobile, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến được thiết kế lại hoàn toàn nên game sẽ chỉ có hơn 40 tướng vào thời điểm ra mắt. Thay vì có đến 140 tướng như trên PC, phiên bản mobile này cũng sẽ thay đổi về cả hệ thống cũng như cách thức hoạt động, giúp cho game thủ có thể hoàn thành trận chỉ trong 20 phút. Chúng tôi có thể thay đổi một số tính năng, vì như thêm tướng mới cho Liên Minh Huyền Thoại Mobile như sẽ không có trên PC. Ý tưởng chính đó là phát hành những tướng tốt nhất dành cho mỗi nền tảng. Mặc dù bản mobile và PC sẽ có những tướng khác nhau nhưng yếu tố này vẫn đang được xem xét. Tất nhiên điều tốt nhất vẫn là đưa toàn bộ tướng lên cả hai bản PC và mobile, nhưng có lẽ phiên bản mobile sẽ được độc quyền. Theo như lời chia sẻ trên, tốc độ trận đấu trên Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ được đẩy nhanh hơn, lý tưởng là 20 phút. Và nhà phát triển đã công khai bật mí về việc nghiên cứu phát triển các tướng độc quyền trên di động. Điều này đã mở ra hy vọng cho cộng đồng hâm mộ. Với những yếu tố chỉ sẽ có trên di động, Liên Minh Huyền Thoại Mobile, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến chắc chắn sẽ thu hút lượng người chơi vô cùng đông đảo đến trải nghiệm, mở ra cả một vũ trụ riêng không kém gì tựa game đàn anh của mình. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy hay và hữu ích, nhớ like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ BN Gaming. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.